Ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để tiếp tục nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố. Trước đó vào ngày 6 tháng 4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cùng với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hằng và các đồng phạm thông qua mạng xã hội đã có những phát ngôn nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau, trong đó có những phát ngôn về bí mật đời tư và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự người khác. Trong vụ án này, công an xác định có 10 bị hại gồm ông Nguyễn Võ Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, nhà báo luật sư Đặng Thị Hà Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Bà Hằng bị khởi tố bắt tạm giam từ tháng 3 năm 2022 tới nay. Hiện vụ án đang trong giai đoạn nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố xét xử.